Hương Thơ sẽ được trở lại phần 2 của chương trình Câu chuyện y khoa, một chương trình rất được nhiều người theo dõi trên Sài Gòn TV. Và thưa quý vị, hôm nay Hương Thơ đang nói chuyện với bác sĩ Trần Anh Thư, chuyên về nội khoa, và văn phòng bác sĩ Anh Thư nằm trên đường Westminster góc đường Beach. Và số điện thoại xin quý vị ghi lại nếu muốn chọn bác sĩ Anh Thư làm bác sĩ gia đình là số 714-379-4797. Và đề tài ngày hôm nay rất là quan trọng, chúng tôi xin được nói lại những cái bệnh liên quan đến tim mạch mà gần đây rất là nhiều người trẻ bị bệnh. Và như quý vị được nghe tin là nghệ sĩ Đức Tín vừa mới qua đời đột ngột vì bị nhồi máu cơ tim, thì hôm nay đó là một cái đề tài chúng tôi muốn tập trung về tại sao những nguyên nhân người trẻ càng ngày càng bị vấn đề về tim mạch rất là nguy hiểm. Xin quý vị tiếp tục theo dõi sau đây. Và chúng tôi đang nói về những cái nguyên nhân gây ra những cái bệnh tim mạch, nhồi máu cơ tim. Chúng ta đã nói về mọc phì, hút thuốc lá, bị stress, không? Còn tiểu đường thì sao bác sĩ? Những người tiểu đường, tiểu đường có ảnh hưởng chị? Thì chị Hương Thơ vừa mới nhắc là cái số lượng người trẻ bị bệnh tim mạch hoặc là nhồi máu cơ tim càng ngày càng nhiều hơn. Thì đúng là như vậy. Tại vì một cái là những người lớn tuổi, những người lớn tuổi họ những cái bệnh lý về tim mạch đó, họ thấy là giảm xuống. Nhìn mặc dầu là nó vẫn là cái nguyên nhân tử vong hàng đầu trong nước Mỹ, nhưng mà những người lớn tuổi bây giờ họ không có bị những cái bệnh đột ngột như là những người trẻ tuổi. Tại vì có lẽ tôi nghĩ là họ more awareness, nhận thức được nhiều hơn, đi khám bác sĩ thường xuyên. Có cao máu, có tiểu đường, có cao cholesterol thì được điều trị, và những cái đó kiểm soát tốt thì họ bỏ thuốc lá, họ sống một cái đời sống chậm lại, thì cái bệnh lý về tim mạch được kiểm soát rất là tốt ở những người lớn tuổi. Hãy mà lỡ mà có đau một chút xíu là đã đi được bác sĩ khám để mà làm những cái stress test, những cái xét nghiệm về tim. Trong cái đó ngược lại thì họ thấy rõ là thống kê những người trẻ tuổi, cái số lượng bệnh tim mạch càng ngày càng tăng lên. Tại vì cả nước Mỹ họ thấy là trong cái nghiên cứu tôi đọc thì thấy là mỗi ngày có khoảng 2.000 người bị bệnh lý về nhồi máu cơ tim. Thì trong đó cái số lượng mà người trẻ, tức là dưới 55 tuổi, rất là nhiều. Thì ngoài những cái traditional, những nguyên nhân chính mình đã thảo luận, mình đã chia sẻ, thì có những cái nguyên nhân mà nhiều khi mình không có đoán trước được, nên những cái sai lầm mình không biết được. Thì stress, những cái yếu tố về thuốc, dùng thuốc, về bị stress. Một cái nguyên nhân mà anh Thư thấy cũng nên đề cập đến là cái gọi là cái viêm cơ tim, tức gọi là do những nhiễm siêu vi chị. Tức là một số bệnh nhân tự có những cái triệu chứng mệt mỏi, nhiễm virus, nhưng mà không may nó tấn công cái tim của mình, nó làm cho cái tim nó bị gọi là infection, bị nhiễm do virus. Thì chị Hương Thơ nãy trước khi chương trình, chị Hương Thơ có hỏi là COVID-19 hoặc là chích ngừa COVID-19 có bị ảnh hưởng hay không. Thì trong cái lúc mà đại dịch COVID-19 thì lúc mà mình chưa biết gì hết, thì một số người trẻ họ vô do bị nhồi máu cơ tim, thì cái đó là cái nguyên nhân, là cái virus chính nó gây ra. Chị Hương đã hỏi là mình chích cái ngừa COVID-19 vaccine đó, nó có ảnh hưởng hay không. Thực ra thì câu hỏi đó vẫn chưa có câu trả lời. Dạ, nhưng mà chính một số cái virus, thì COVID-19 là một cái virus có thể gây ra là bị viêm cơ tim cấp tính, làm cho bị nhồi máu cơ tim cấp tính. Những bệnh nhân tăng đông máu, đặc biệt là phụ nữ có thai, họ thấy là những người phụ nữ mà sau khi sanh một tháng hoặc là trong cái lúc mà sắp sửa sanh đó, họ lại có những người phụ nữ đó họ lại tăng cái nguy cơ bị bệnh tim mạch. Thì tại sao? Thì vẫn không hiểu tại sao. Một số phụ nữ mà họ dùng thuốc ngừa thai và hút thuốc lá, thì họ lại tăng cái khả năng đông máu, họ cũng có thể dễ bị nhồi máu cơ tim hơn những phụ nữ không có dùng thuốc ngừa thai hoặc là không có hút thuốc lá. Thì cái nhóm bệnh đó nó gọi là tăng cái đông máu và tăng cái và bị nhiễm cái siêu vi do cái những bất cứ cái virus nào. Thì rồi một cái nhóm nữa là họ sẽ bị những cái bệnh tự nhiên cái mạch máu nó bị dysplasia, tất nhiên là do cái bệnh di truyền chị. Có một số cái bệnh nó làm cho cái mạch máu nó bị dễ bị nghẽn lại, mà khi mà bác sĩ họ soi thì hoàn toàn không thấy bị hẹp.
tức là mạch máu vẫn trơn tru, không có plaque, tức là không có tạo ra những cái mảng xơ vữa, nhưng mà nó vẫn gây ra cái tim nó thiếu máu cơ tim. Thì những cái trường hợp đó mình phải suy nghĩ, mình phải nghĩ là có thể người bệnh này bị cái nguyên nhân đó thì mới chẩn đoán được. Đó là một số cái lý do tại sao mà thứ nhất là không có cái triệu chứng không có nhiều, không có typical, không có điển hình như những người lớn tuổi, nhất là phụ nữ. Phụ nữ họ không có đau tim, họ sẽ cảm thấy là hơi mệt mệt, hay họ thấy đau sau lưng, hoặc là họ chỉ bị tê tai. Thì cái nhóm mà họ thấy là phụ nữ có những cái triệu chứng không điển hình mà đưa đến cái nhồi máu cơ tim thì khi đến bệnh viện rồi thì đã hơi trễ. Dạ. Mà cũng không may là những người trẻ mà bị cái nhồi máu cơ tim á, thì họ thấy là từ cái nhồi máu cơ tim đó mình đưa đến những complication, biến chứng. Tại sao một cái nhồi máu cơ tim mà điển hình ở người lớn tuổi mà vô nhà thường họ chữa được, họ đưa vô phòng lab đông mạch máu liền, cứu lại được liền, mà trong khi đó những người trẻ lại có thể không mắc kịch, tức là không có đưa được đến cái phòng lab để mà chữa được, là tại vì cái biến chứng do cái nhồi máu cơ tim của người trẻ nó nặng hơn, nó nhiều hơn, nó kèm theo ví dụ như sẽ bị cái nhịp tim bất thường, sẽ bị bể cái mạch máu, sẽ bị blockage, tức là cái nguyên nhân rồi cái biến chứng nó nặng hơn những người lớn tuổi. Yeah. Vâng, thưa, mới nhắc lại khi mà người ta có nhiều người nói là tại vì chích COVID-19 mới bị về tim mạch nhiều hơn, nhưng mà nãy bác sĩ nói là những người đã bị COVID-19 thì nó sẽ ảnh hưởng đến tim mạch, chứ không phải tại chích COVID-19. Dạ, không phải tại chích COVID-19. Không phải chích vaccine. Và vấn đề cũng như là người trẻ tuổi thì ít đi khám bác sĩ, ít chú ý đến, để ý đến những cái triệu chứng. Nói đến những triệu chứng mà khi mình biết được là nó trẻ rồi, phải không bác sĩ? Thì dạ, nó lại làm sát nhân thầm lặng. Nhưng mà có những người có những triệu chứng thì bác sĩ có thể nói những triệu chứng thông thường khi mà bị nhồi máu cơ tim mình có cảm nhận được cái gì không ạ? Thì mình sẽ như là đau ngực, gọi là chest pain, thế như là mình đau ngực, đó là triệu chứng chính, khó thở, cảm thấy mệt mỏi, rồi nhiều khi đau mà nó lan ra tay trái, hoặc là nhiều khi quý vị chỉ có đau cái vùng thượng vị thôi, hoặc là đau mà nhói phía sau lưng và phần vị là cái bụng trên, thì có những cái triệu chứng đó, hoặc là tự nhiên bình thường, sinh hoạt bình thường mà tự nhiên mệt mỏi hơn, tức là những triệu chứng suy tim cấp tính mà không rõ lý do tại sao, thì đó gọi là cái viral myocarditis, tức là bị suy cơ tim cấp tính do bị nhiễm virus, nó làm cho bị viêm cơ tim, nó làm ảnh hưởng tới mạch vành. Thì bất cứ quý vị có một cái triệu chứng nào mà lạ thì quý vị phải đến tìm gặp bác sĩ để mà hỏi. Nhưng mà cái đó là nếu như mà mình có những triệu chứng, có nhiều khi không có triệu chứng, thành ra nó không có triệu chứng mà đưa đến một cách là đột quỵ hoặc là bị ngất xỉu, thì đó là cái không may ở cái bệnh lý tim mạch nó bị như vậy chị. Yeah. Vâng, bây giờ bác sĩ có thể cho cái lời khuyên làm sao giống như người trẻ tuổi, người lớn tuổi thì họ coi đài chú ý rất là kỹ, còn những người trẻ tuổi bác sĩ có lời khuyên để các người từ 55 tuổi trở xuống nên chú ý làm sao để mình phòng tránh được những cái bệnh liên quan đến tim mạch, nhất là bệnh nhồi máu cơ tim? Dạ, thứ nhất là mình thấy là cái lý do chính, anh được kể những cái lý do mà không có thường gặp thì cái phần đó của bác sĩ để mà chẩn đoán, nhưng mà những cái lý do chính thì nó vẫn là giống như là cái traditional, tức là vẫn giống như là ở cái nhóm người lớn tuổi, những cái thuốc lá. Những người trẻ tuổi thường bị stress quá, nhiều khi hút thuốc lá. Có nhiều khi họ nói là bác sĩ không biết chứ mà hút thuốc lá tôi đỡ stress lắm. Nhưng mà cái thuốc lá là cái nguyên nhân hàng đầu để mà gây ra bệnh nhồi máu cơ tim. Quý vị nếu mà đang hút thuốc lá ít hay nhiều quý vị phải bỏ. Gây ra nhiều bệnh khác. Rất gây ra rất là nhiều bệnh khác. Thứ nhất là hút thuốc lá, phải bỏ thuốc lá. Thứ hai là cái cuộc sống nó vội vã, thành ra những cái yếu tố stress, những cái yếu tố bị tâm thần mà mình không có để ý, mình ignore nó, mình không có để ý, ví dụ như là bị trầm cảm, bị rối loạn thần kinh, bị hồi hộp lo lắng, nó ảnh hưởng tới cái tất cả cái hệ thống trong cơ thể của mình, vẫn là cái nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch. Cái circulation nó sẽ bị cắt nhẫn, ngủ không đủ giấc và nó bị stress dồn lại. Huyết áp như khi mình cao nhưng mà mình không biết, mình nghĩ ồ cái bệnh này chắc có lẽ người già chứ không phải mình, không phải như
vậy. Có thể nó sẽ bị sớm ở những cái tuổi sớm mà mình không biết, không có đi check up. Rất là thường gặp chị anh Thư, thường gặp nhiều lắm, bệnh nhân 10 năm 20 năm chẳng bao giờ đi gặp bác sĩ hết. Đến đến khi một ngày vẫn rất là trẻ, dưới 55 tuổi đến phòng mạch huyết áp 200 180 rất là cao. Thành ra quý vị đừng có ý là mình trẻ mình sẽ không có bị vướng như những cái bệnh của những người già. Thì do cái chế độ ăn uống, như chị nói là béo phì hay là không cần béo phì, chỉ cần hơi dư cân, thiếu vận động, đó cũng sẽ là cái những nguyên nhân đưa tới bị cao máu mà mình không biết. Dễ hiểu nữa là cái cao cái cholesterol, hầu như là bây giờ quý vị mà đi thử máu thì ai cũng có cái lượng cholesterol cao trong máu hết. Thì những cái yếu tố đó nó sẽ là cái nguyên nhân gây ra bệnh mạch máu, nhồi máu cơ tim, bệnh mạch vành. Thì đó vẫn họ vẫn bác sĩ tim mạch họ vẫn khuyên những người trẻ tuổi mình vẫn phải dùng cái công thức, hoặc là nó nói là cái những cái công thức để như những người lớn tuổi để mà mình điều chỉnh huyết áp, mỡ trong máu và cái đường để mà mình giảm hẳn cái nguy cơ bệnh tim mạch. Thành ra một cái đời sống mà lành mạnh. Nhưng mà chị có cái nữa là tập thể dục mà gọi là intensive, tập quá nhiều nó cũng là một cái nguyên stress. Thành ra nếu mà tập thể dục thì vừa phải moderate theo cái sức của mình nữa. Có nhiều người nói đi gym mỗi ngày mà sao bị, thì tại vì họ tập quá nhiều, họ mệt đó, stress nhiều quá. Vâng. Dạ. Thành ra một đời sống lành mạnh, ăn uống khỏe mạnh để không để control, tức là không có quá dư cân béo phì, có huyết áp cao thì mình phải control mỡ cao, đường cao, không hút thuốc lá, đó là những cái chính mình cũng sẽ phòng ngừa được tới gần như là 2/3 cái nguyên nhân đưa đến mạch vành. Dạ. Vâng, và quan trọng nên khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần trong năm để make sure bảo đảm sức khỏe của mình hay và truy tầm những cái bệnh nếu có. Cảm ơn bác sĩ Anh Thư rất nhiều. Chúng ta đã hết giờ và đây là một cái đề tài rất là quan trọng, mong quý vị theo dõi và lưu ý ghi nhận. Chương trình Câu Chuyện Y Khoa xin trở lại vào lần sau. Xin kính chào quý vị.